Thị trường lao động Việt Nam. Theo dữ liệu Tổng cục Thống kê lực lượng lao động Việt Nam, từ 15 tuổi trở lên trong năm 2023 đạt 52,4 triệu người, tăng 666,5 nghìn người so với năm 2022. Trong đó, lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,5 triệu người, chiếm 37,3%. Khu vực nông thôn là 32,9 triệu người, chiếm 62,7%. Lực lượng lao động nữ đạt 24,5 triệu người, chiếm 46,7%. Lực lượng lao động nam đạt 27,9 triệu người, chiếm 53,3%. Tính chung năm 2023, lực lượng lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ước tính là 14,1 triệu người, chiếm 27%. Tính đến hết năm 2023, Việt Nam vẫn còn 38 triệu lao động chưa qua đào tạo. Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng một tháng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 459.000 đồng so với năm 2022. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,1 triệu đồng, gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ với mức 6 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị gấp 1,4 lần khu vực nông thôn, 8,7 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương năm 2023 là 8 triệu đồng, tăng 5,8%, tương ứng tăng khoảng 433.000 đồng so với năm 2022. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,14 lần, 8,4 triệu đồng so với 7,4 triệu đồng. Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 8,9 triệu đồng, cao hơn 1,24 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn 7,2 triệu đồng. Trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, năng suất lao động là yếu tố quyết định, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là vấn đề cốt lõi với kinh tế Việt Nam hiện nay, là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp trình độ của các nước trong khu vực và trên thế giới. Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có mức thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế đã được tăng lên, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, an sinh xã hội được bảo đảm, thu nhập và đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, xã hội ổn định, ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, cơ cấu kinh tế chậm đổi mới, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Nền kinh tế còn khoảng khá xa so với các nước trong khu vực. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào gia tăng quy mô vốn và lao động. Trong khi đó, đóng góp của các yếu tố gắn trực tiếp với cải thiện chất lượng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với kỳ vọng. Chính vì vậy, để tránh nguy cơ tụt hậu và vượt bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, trong đó trọng tâm là cải thiện, từng bước nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.